quay mặt ra máy hết nè. Rồi thầy ra làm sao đi, thầy không? Rồi tất cả đây là con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long nha. Thầy giới thiệu tới tất cả quý vị, các anh chị, các bạn. Đây là Kim Tiểu Ly, chị Kim Tiểu Ly. Kim Tiểu Ngọc Anh đúng không? Kim Tiểu Ngọc Anh. Và đây là Kim Tiểu Anh Thơ. Đây là em bé là Kim Tiểu Anh Thơ. Đây là Kim Tiểu Anh Thư. Kim Tiểu Anh Thư. Và đây là Kim Tiểu Gia Hưng. Và đây nữa là Kim Tiểu Bảo. Kim Tiểu Bảo. Và còn các con đó là Đức Duy, Phạm Nhiên, em bé ở cái này, ca sĩ Cẩm Yến. Tất cả đều là con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long nha. Xin chào tất cả mọi người. Giơ tay lên các con. Chị đúng rồi. Dễ thương luôn, chú quá dễ thương luôn nha. Kim quá Kim này. Thương quá Kim. Bao nhiêu bé là hàng? 10 bé. Có một chị đi xíu hả? Có một chị lớn nhất kia mình. Nhỏ nhất là lớn chị nhất đó. Lớn nhất. Năm nay đứng ngoài ra ngoài. Dễ thương ha. Nó bên thơ xích vô trong đi con. Đó, rồi ngó mặt ở đây. Rồi đứng lại nè. Xích lui xíu đây để che Tiểu Ly rồi. Nhìn cái nè. Rồi nhìn nha các con, nhìn nha. Giơ tay vẫy tay chào các con. Ngày hôm nay là ngày 14 Tây, tức là ngày 12 âm lịch, ngày cúng tổ ngành sân khấu. Là thầy cũng chúc cho tất cả các con, xin cho tam vị thánh tổ phù hộ độ trì cho tất cả các con được thăng tiến trên con đường nghệ thuật. Chúc các con thành công. Vỗ tay đi các con, chúc các con thành công. Vỗ tay lên. Chúc mừng các con tại đoàn nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Lâm. Nhân ngày giỗ tổ thì các con đến thắp nhang tổ cho an. Thấy chưa, thấy Kim Tiểu Lâm chưa? Thấy chưa? Thầy giới thiệu lại nha. Đây là Kim Tiểu Ly. Kim Tiểu Ly. Đây là Kim Tiểu Ngọc Anh. Kim Tiểu Ngọc Anh. Quá trời luôn. Toàn là Kim Tiểu luôn á. Và đây là chung là non nuôi là lấy họ Kim lắm Tiểu Liên hết trơn nha cô chú vậy. Kim Tiểu Anh Thơ con. Thằng bé nào cũng rất là dễ thương và lễ phép nữa. Đúng rồi, con Phạm Nhiên, Kim Tiểu, Đức Duy, Toàn, ca sĩ Cảm Tiến. Rồi tất cả các con. Tại đông quá. Kim Tiểu Ly kìa. Hello. Kim Tiểu Ly. Kim Tiểu Ly là nhỏ nhất mà là dai lớn nhất luôn á. Chúc hình của Kim Tiểu Ly nha. Hoàng Long. Có hả? Hôm nay có rất là nhiều đứa con của Kim Tiểu Ly. Từ từ mượn bé chụp với con bé nó cái tí xíu. Chưa làm nhỏ chưa thấy. Từ xuống. À, sớm anh tìm cho ông xuống rồi. Chú có thể giới thiệu về các bé đây, những ca sĩ. Chờ cái bạn á. Thôi, đứng hết đi. Dạ Hưng.
Đây là những người con của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long nha. Ông em của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Chào anh nhá. À, xin chào. 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 Chúng ta nha. Cái tiêu. Rất là nổi tiếng ca sĩ Trương Minh, cháu của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long nha. Bảo ơi, quay người Bảo cũng có ra đây không, có ra tình hình kia. Đang đứng ở Kim Tiểu Long nữa. Cái đâu mọi người đang nghe. Đây cũng sẽ tuyệt tỷ đi qua đấy, Kim Tiểu Long rồi nha mọi người. Đây là em gái của bạn Trúc Ly Shop đó. Nổi tiếng rất là nổi tiếng trên mạng nha các bạn nha. Chào tất cả anh chị em. Mà shop nó bán gì? Đặt tên của mọi người nha. Mọi người nhớ xem clip của anh chị và nhớ bấm theo dõi đây cho mọi người. Chúc mọi người có một ngày 14 của tổ là nhiều may mắn và thành công hơn nha. Rồi, cảm ơn em gái nhiều. Coi cái trên mạng biết cái mọi người đạt chứ. Đặt ngoài chứ ngoài người ta. Chắc hôm nay là hội tụ nhiều anh chị nghệ sĩ đúng không? Đó cho nên là hôm nay rất là đông nha mọi người ơi. Thì mọi người nhớ đón xem.